Hiện bây giờ mình đang đi ở trong cái công viên này, là cái công viên công cộng. Thì cái đời sống chất lượng ở bên đây là mỗi một cái thị trấn, mỗi một cái thành phố á, người ta làm nhiều cái công viên để cho mình chân động. Còn ở bên Việt Nam á, thì mỗi lần mà bà con muốn đi đâu mà có cảnh đẹp vậy đó là phải đi qua bên Đà Lạt hay là đi những cái chỗ Nha Trang đồ gì đó. Chứ toàn ở nước Việt Nam mình có một cái bờ biển dài hết cả nước. Thì thay vì khai thác dành cái chỗ công cộng đi, đầu tư vô con người, không chịu đâu, để dành những cái bãi biển dài từ Bắc vô Nam vậy đó. Coi coi có cái nhà đầu tư nào không vô bán cho họ. Bán cho họ, họ xuống họ xây khách sạn, cái họ cắm bản. Đất nước của mình mà nhiều khi bà con cần cái lối đi đi xuống biển. Vậy ấy mà họ cấm mình xuống, họ gào lại. Các bạn thấy nhìn thoáng qua thì thấy nó đơn giản, nhưng mà cái đó nó rất là quan trọng. Tại vì mấy thằng trả là đầy tớ của nhân dân, mình là chủ của mấy thằng trả. Ủa, mình là nhân dân, mình là chủ, họ là đầy tớ của mình. Tại sao họ lại có cái quyền hành cao hơn là người dân? Thì ở trong cái tiếng Mỹ người ta nói đó là một cái câu, đó là nobody above the law. Có nghĩa là không có ai trên pháp luật hết á. Cho dù bây giờ ông tổng thống Donald Trump đi chăng nữa, cái luật là áp dụng cho cả cả mọi người, kể cả ông tổng thống Donald Trump cũng vậy. Nó ổng làm lỗi là đem ổng ra xử à, chứ không có phải mà mình đi vô mà mình được chức quyền đồ này nọ là mình muốn làm cái gì mình làm, các bạn biết không? Đó, thì đây là một cái con, một cái bờ hồ. Chứ không có giống ở Việt Nam mà các bạn chỉ có một vài hồ than thở hay là hồ gươm, hồ này hồ kia. Nước Mỹ mọi thị trấn là họ làm gọi là xã hội công bằng á. Cái bẩn này họ làm bằng bằng nhựa, bằng mủ. Ở dưới nó có cái mút, nó chịu cho nổi lên đó. Xong ở đây cái họ có cái lỗ, cái họ gắm cái cây để chịu cho cái này, cái bửng này nó đừng có trôi đi á. Ở Việt Nam mà bây giờ toàn cõi nước Việt Nam mà các bạn làm gì mà người dân có cái cơ hội mà đi xuống những cái mé như gì? Cái tụi Trung Quốc qua, nó qua cái nó đưa tiền cho người dân. Tại vì gọi là lòn lịch á. Cái mấy cái ông nội ra mua mua cái khu vực như vậy đó, cái bắt đầu nuôi cá. Nuôi cá mà tại vì á, mấy thằng Trung Quốc nó đâu có dại, nó đâu có ngu gì mà nó đi qua, nó tự nó kinh doanh, bị người dân phản đối sao, phải không? Nó luồn lịch, luồn luồn lực á, đưa tiền cho người dân Việt Nam. Có những cái bờ hồ này là nó giành hết, nó đánh mình bằng bằng tiền á, Trung Quốc á, nó đánh mình bằng kinh tế á.
Còn ở bên đây các bạn thấy không, chỗ này là chỗ công cộng, không có thằng nào mà dám xuống đây mà dám đuổi mình hết đó. Đây là cái hồ cho mọi người dân, công cộng có nghĩa là cho tất cả, nó thuộc về của tất cả mọi người dân chúng ở đây đó, tự do mà sử dụng, tự do mà hưởng thụ. Không có cái vụ mà ở Việt Nam mà có mấy những cái bờ hồ này là nó dành nó nuôi cá hết đâu, mà nuôi cá cho ai? Nuôi cho cái bọn trung cộng đó. Bởi vì mình đã hạ nhìn được cái đất nước của mình. Thường thường người ta nói các bạn ở bên trong là các bạn bị tối, mình là người đứng ở bên ngoài mình nhìn sáng. Mình ở bên ngoài mình nhìn sáng, mình nhìn cái đất nước của Việt Nam của mình đó là nó không có giúp cái gì được cho người dân hết á. Những cái lời lẽ mà thường thường mà họ nói trên báo chí, họ nói họ là đầy tớ của dân cái này cái kia đó, cái lời qua Mỹ đó, họ gu mình ngủ đó, họ gu người dân ngủ đó. Họ nói họ là đầy tớ của người dân. Tại sao họ có cái quyền mà người dân của mình làm chủ mà mình không có cái quyền? Nguyên một cái bãi biển dài từ ngoài Bắc vô Nam vậy đó, không có tranh thủ để mà đi ra cắm cột, để dành những cái chỗ công cộng mình đầu tư cho người dân, cho con cháu của mình, máu mủ của mình. Giống như mình thường hay nói đó, tại vì cái văn hóa của mình không có cái văn hóa tập thể, mình có nghĩ của riêng của mình. Tại vì nếu như mà mình không có một cái không gian tốt đẹp, đầu tư vô con người, thì nó sẽ bị flashback, là tiếng Mỹ nó gọi là flashback, là nó bị phản ứng ngược lại. Có người thì người ta nói là karma là nhân quả đó. Có nghĩa là sao? Mình sáng tạo, mình làm ra một cái không gian tốt đẹp cho cái xã hội cho tốt, thì những cái điều đó nó sẽ có cái tốt cho mình. Bây giờ mình đưa cái ví dụ ra như vậy, nếu mà mình đào tạo con em của mình có đạo đức, có này có kia, thì một mai này á, giống như bây giờ mình đưa cái ví dụ là người Nhật, phải không? Người Nhật họ có cái lòng tốt, cái sự mà cái nhân cách của người ta. Thì khi mà mình ngã bệnh xuống, mình là chức quyền hay là một cái gì đó, mình đi vô, mình còn có cái niềm tin vô những cái người này. Tại vì mình trồng những cái mầm móng, những cái chất lượng của con người, thì mình nằm vô bệnh viện mình không có sợ là người ta thiếu cái đạo đức, mà người ta thờ ơ, người ta trị bệnh mày tầm bậy tầm bạ. Có nhiều khi á, một cái xã hội như vậy nó phản ánh là như thế nào?
khi mà mình ngã bệnh xuống á, mình bị sốt mà nó chích thuốc cho mình ung thư, hay là mình bị mình cần mổ cái chân trái, nó qua nó mổ cái chân phải của mình. Còn nếu như mà họ có một cái xã hội tốt đẹp cho mọi người như vậy đó, thì cái nhân quả của họ nó không phải là như vậy. Khi mà con người mà mọi người mà đều có cái nhân cách, có cái đạo đức, có cái lòng tin đồ này nọ đàng hoàng, honesty, thì honesty là tin cậy đó, thì mình nằm xuống mình bị nhức cái này cái kia, mình không có sợ họ cho mình uống thuốc sai, hay là mình họ đặt cái dao lên họ chuẩn bị mổ, mình không cần mình hỏi ê mày có chắc chắn mày mổ ngay cái góc đó có đúng hay không. Các bạn biết không, còn một cái xã hội Việt Nam mà mua bằng cấp giả, bằng này bằng kia, nó vô nó mổ xẻ mình đại, nó đăng ký thuốc cho mình uống đại. Nói cho cùng á, ý của mình muốn nói đó là phải đầu tư vô con người. Bao nhiêu biển đất của Việt Nam họ dành họ làm của riêng hết. Một số thì của nhà đầu tư ngoại quốc, còn một số đó thì của các bọn Trung Cộng. Biến cái dân tộc Việt Nam của mình lại trở thành một cái khối bán lao động mà với đồng lương ít ỏi. Thử hỏi coi sao sống nổi mà sống. Nhiều khi á, mình nghĩ á, mấy cái ông nội cộng sản này không có ác, mà tại vì mấy cái ông này ông không có đặt cái trường hợp, ông không có đặt cái trường hợp của người dân. Các bạn biết không, thử á, mấy ông này mà giỏi thử đó xuống nghiên cứu đi. Đi xuống những cái khu mà nghèo, cái khu ổ chuột ở Sài Gòn đó, làm người dân ở trong đó sống thử, rồi xem từng nhà mỗi ngày người ta sống, người ta buôn bán như thế nào, làm từng cái bánh, nấu từng nồi canh. Mình phải đặt cái vị trí của mình, mình phải đặt cái vị trí của mình vào cái trường hợp của người ta thì mình mới hiểu được. Ở đây á, ở mỗi một cái tỉnh đó là mình có một cái không gian, có một cái một cái công viên. Còn ở Việt Nam á, muốn đi á, là phải tranh thủ đi xuống Đà Lạt, còn không thôi á, là phải đi tới những cái địa điểm này địa điểm kia.
mình phải đặt cái trường hợp của mình đặt cái trường hợp mình vô hoàn cảnh của người ta đi. Đi xuống cái xóm mà nghèo khổ, người ta gọi là khu ổ chuột đó, đi xuống dưới đó đi sống một vài năm đi.